Sạt lở đất đã và đang gây ra muôn vàn khó khăn đối với người dân xã Trung Sơn và hai khu dân cư thuộc xã Xuân An, huyện Yên Lập. Giao thông bị chia cắt, 70 hộ dân phải di rời, gần 10.000 nhân khẩu bị cô lập. Giải pháp tình thế được Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập triển khai ngay trong chiều tối qua là cho mở một tuyến đường dân sinh đi qua đèo Vàng để cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo đời sống nhân dân. Ngay từ sáng sớm nay, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập đã huy động lực lượng gần 500 người gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài khu vực sạt lở để giúp người dân vận chuyển hàng hóa. Gạo, mì tôm, xăng dầu, thức ăn gia súc và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác đã được chuyển tay nhau vượt dốc để đến với người dân xã Trung Sơn và hai khu dân cư của xã Xuân An. Người dân xã Trung Sơn đã bị chia cắt do sạt lở đất. Thì trước cái tình trạng này thì từ chiều tối ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập cùng các ngành chức năng đã cho làm một con đường dân sinh đi qua đèo Vàng để vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho đời sống toàn bộ bà con xã Trung Sơn và hai khu của xã Xuân An, huyện Yên Lập. Khó khăn nhiều lắm chú ạ, vận chuyển lương thực chả vận chuyển được về, rồi là lợn gà chả có cám cho nó ăn, rồi gạo những ăn đông rồi không đi đông được. Sinh hoạt cho hàng ngày nó bất tiện, khó khăn không lưu thông được. Hành trình vượt dốc băng đèo, chất chứa những nhọc nhằn của người lớn và cả những mệt mỏi, đau đớn của trẻ nhỏ. Đứa bé này giờ mới chỉ 19 tháng tuổi. Giao thông chia cắt khiến con đường đưa em đến viện chữa bệnh khó khăn và dài hơn. Hôm trước là đi viện về, hai vợ chồng mấy ông cõng con bé mới lại đưa thằng cu đi. Hôm nay được 3-4 hôm, hôm nay là hôm thứ 5, thứ 6 lại ra viện tiếp. Thì chả biết là đường bao giờ mới xong cho để bà con đi lại cho đỡ vất vả. Bây giờ đi lại vất vả quá. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, huyện Yên Lập xuất hiện trên 100 điểm sạt lở với ước tính khoảng hơn 100.000 mét khối đất đá. Hiện nay, việc khắc phục đã và đang được huyện và các ngành chức năng tập trung xử lý. Nhưng do lượng đất đá nhiều nên không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Do cái khối lượng đất đá lớn cho nên là cái việc khắc phục sạt lở của công ty đường bộ của Sở Giao thông Vận tải là khắc phục sẽ mất rất nhiều thời gian. Cho nên để mà khắc phục trước mắt thì chúng tôi đã đánh tuyến đường này để cho bà con đi lại thuận tiện, cho một là sinh hoạt đi lại, hai là cung cấp nhu yếu phẩm, ba là những cái trường hợp mà các gia đình có con nhỏ rồi các cái đối tượng bị đau ốm phải đi bệnh viện khẩn cấp. Thì chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các lực lượng chức năng tham gia vào cuộc, trong đó đã cử y bác sĩ trực tiếp vào với Trung Sơn để thực hiện cái khám chữa bệnh ban đầu, và những trường hợp cấp cứu khẩn cấp thì kịp thời đưa ngay ra ngoài trung tâm y tế của huyện để xử lý, đảm bảo cái cuộc sống cho bà con. Mưa bão đã đi qua, nhưng những khó khăn vẫn còn đó. Đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân tại những nơi có nguy cơ bị tác động bởi thiên tai, sạt lở đất là yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Để không còn có những giọt nước mắt khi thấy người thân cũng như gia sản tích cóp cả đời bị cuốn trôi, vùi lấp do thiên tai.